Phải nói Trotsky là con đường sử dụng chủ nghĩa tư bản để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đến giờ phút này, trong vì thế là mâu thuẫn ăn ti với Stalin và Lenin. Nhưng đến bây giờ bình tâm mà xem xét, thì trong tư tưởng Trotsky cũng có những cái vấn đề không phải là không hợp lý. Những cái thời điểm đấy, ngàn cân treo sợi tóc, khi cách mạng tháng 10 thành công, Bạch Vệ tấn công, thậm chí là dồn cái chính quyền Xô Viết vào một góc. Lúc ấy mà vận dụng tư tưởng Trotsky là sai lầm, là thất bại. Nó trái với Stalin và Lenin. Trong cái bối cảnh mà cần phải thực hiện theo đường lối của Lenin, chính tại cái thời điểm đấy có thể là 100% cái đường lối Lenin Stalin đúng. Vào khi ấy không chấp nhận thì ông ta quay, khi mà là ban đầu là mâu thuẫn về tư tưởng và đường lối, từ mâu thuẫn đường lối thì ông ta lại tập hợp lực lượng thành một cái lực lượng chống đối trực diện, phủ định cả đường lối của Lenin Stalin. Sai lầm Trotsky, nhưng cũng là bài học của cách mạng. Đừng quên Trotsky, vấn đề tư tưởng Trotsky và xử lý Trotsky trong bối cảnh. Nếu gắn bối cảnh nước Nga vào năm 17, năm 25, 30 thì hoàn toàn đúng.